Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi tựa game PZ nha. Câu hỏi đầu tiên mình sẽ chơi Suvihead đi. Rồi, chúng ta sẽ có rất nhiều zombie nha. Hôm nay mình sẽ chọn cái nắm nhộng nha. Đây, cái này đi. Đây. Cười mình sẽ chơi cây nấm các bạn ạ. Đặt cầu. Mình sẽ trồng nhiều hàng nấm ra cho các bạn nha. Rồi, rất nhiều nấm luôn này. Ok, mình sẽ tăng tốc lên. Ok. Rồi, ok. Đó là một solo nha mọi người. Một solo tất cả. Rồi, con Ruby đang bị cắn nhé con nha. Rồi. Rồi. Đó, ok. Con này đã tiêu diệt được con Zombot nhé con nha. À, con Ganon nhé. Gan... Gatua. À, liên tục các bạn. Rồi. Liên tục. Solo đi bạn này. Rồi, rất nhiều quá. Này nó sẽ cho ra một hàng nữa nha. Những cái này đều bị nhiễm nấm hết các bạn. Đó, tổng thương nghĩa rồi. Rất nhiều nắm nữa này. Làm được quân đàn nó sẽ nhiều lên các bạn ạ. Càng nhiều quân ra thì mình càng tốt nhất đây. Lần này cho nó khởi nghĩa liên tục nha mọi người.
Ăn bao nhiêu xin đi, cảm ơn nhỏ nhất. Chẳng bao giờ nó ăn hết cái đống này. Bao giờ nó mới ăn được cái đống đống này đây thôi. Rồi chúng ta đã ăn hết một hàng nha mọi người. Cười, chúng ta chuẩn bị làm tiếp theo. Không phải như dễ á. Tăng cường lên. Cường lên, lên ngồi đây. Lấy nhạc em. Một con đầu sắt xuống với hai con. Con đội tôi sắp số một con tôi sắp số được một con đội nữa một con đội ba mặt này bắt tí nữa sắp số được ba con rồi rồi tôi bắt đây phần này sắp số hai con này một ba con không hai bốn con luôn ba bốn con luôn năm con ngon năm con các bạn bốn con sắt lô được với năm con rồi tôi nghĩ được phải tăng lên rồi càng lên nhiều ba cái lượt này đã nhiễm virus corona chưa diệt rồi còn rồi rồi chúng ta đã nhặt được một hàng rồi còn bốn hàng nữa rất nhiều anh em ăn anh em biểu diễn rồi ba con đây những cái đầu tiên đây ba con một viên nữa ba con một viên ba con tôi không ăn được nhiều đấy. Ôi, nó ăn hết còn 3 hàng nữa bạn ơi. Ôi, chúng ta còn 3 hàng nữa. Còn 2 hàng nữa thôi. Nói theo nhanh quá. Cùng đi ra liên tục luôn. Còn 2 hàng nữa. Ok, mấy hàng mình sẽ để chặt sau nha mấy hàng.
Mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Nếu bạn thấy hay thì đừng like và subscribe cho kênh nha. Xem video.